ba lăm phẩm thiết lợi la lại nữa này kiều thi ca giả sử thiết lợi la xá lợi của phật đầy khắp châu thiệm bộ đây chọn lấy một phần biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế lại chọn lấy một phần trong hai phần đây ngươi lấy phần nào trời đế thích thưa bạch đức thế tôn chắc chắn con lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa vì sao vì đối với thiết lợi la của chư phật chẳng phải con không tín thọ chẳng phải con chẳng vui thích cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen nhưng kim thân và thiết lợi la của chư phật đều do bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh ra và đều do công đức thế lực huân tu bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh ra nên mới được tất cả thế gian trời người a tố lạc đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen khi ấy xá lợi tử bảo trời đế thích này kiều thi ca bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng đó là vô tướng pháp vô tướng đã chẳng thể lấy được vậy ông lấy như thế nào vì cớ sao này kiều thi ca bát nhã ba la mật đa sâu xa không lấy không bỏ không thêm không bớt không tụ, không tan, không ích, không tổn, không nhiễm, không tịnh, chẳng đồng với Pháp chư Phật, chẳng đồng với Pháp độc giác, chẳng đồng với Pháp A-la-hán, chẳng đồng với Pháp học, chẳng bỏ Pháp dị sanh, chẳng đồng với vô vi giới, chẳng bỏ hữu vi giới, chẳng đồng với nội không, cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng đồng với bốn niệm trụ, cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng bỏ Pháp tạp nhiễm. Trời đế thích, bèn nói với cụ thọ xá lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như đại đức nói bạch đại đức nếu như thật biết bát nhã ba la mật đa sâu xa không lấy không bỏ cho đến chẳng đồng với trí nhất thiết tướng chẳng bỏ tạp nhiễm, đó là chân thật lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng là chân thật tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng bát nhã ba la mật đa đây chẳng theo hai hạnh vì không hai tướng, tịnh nữ cho đến bố thí ba la mật đa cũng như vậy, chẳng theo hai hạnh vì không hai tướng. Khi ấy Đức Phật khen trời đế thích rằng: "Hay thay, hay thay, đúng như ông đã nói, bát nhã cho đến thú thí ba la mật đa sâu xa đều chẳng theo hai hạnh. Vì cớ sao? Này kiểu thi ca, vì sáu pháp ba la mật đa như thế đều không hai tướng này kiều thi ca, những người có ý muốn khiến bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa sâu xa có hai tướng, tức là muốn pháp giới chân như pháp cánh, thật tế, bất tư nghỉ giới cũng có hai tướng. Vì cớ sao? Này kiều thi ca, vì bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa sâu xa, cùng với pháp giới cho đến bất tư nghỉ giới, là không hai không hai chỗ trời đế thích lại thưa bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thế gian trời người a tố lạc đều nên trí thành lễ bái đi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen vì sao vậy vì tất cả chúng đại bồ tát đều nương vào bát nhã ba la mật đa đây tinh tấn siêng năng tu học chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà Bạch Đức Thế Tôn như khi con ngồi trên tòa thiên đế trong điện thiện pháp của cõi trời 33. Vì các thiên chúng mà tuyên nói tránh pháp thì có vô lượng các thiên tử đi đến chỗ con, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu lễ bái rồi chắp tay lui về. Nhưng khi con chẳng ở trên pháp tòa kia, các thiên tử cũng đến chỗ ấy. Dù chẳng thấy con ngồi trên pháp tòa, họ vẫn cung kính cúng dường, nói rằng, chỗ đây là chỗ ngồi của trời đế thích vì chư thiên thuyết pháp chúng ta nên xem như có thiên chủ ở đây mà cúng dường đi nhiễu lễ bái rồi lui về Bạch Đức Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy, nếu nơi nào có người biên chép thọ trì đọc tụ, rộng vì hữu tình giảng nói lưu bố, thì phải biết rằng chỗ ấy luôn có vô lượng vô số trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, tiết lộ trà, phần nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, ở cõi đây, và mười phương vô biên thế giới khác, đều đến nhóm hội Giả sử ở chỗ ấy không có người thuyết pháp, vì kính trọng pháp họ cũng cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, lễ bái rồi lui về. Vì cớ sao? Vì tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát, độc giác, thanh văn, tất cả hữu tình, có được sự an vui là đều nhờ nương vào bát nhã ba la mật đa mà được. Thiết lợi la của Phật được cúng dường cũng do công đức vân tu bát nhã ba la mật đa mà được vậy bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng với các hạnh đại bồ tát và chỗ chứng được trí nhất thiết tướng làm nhân làm duyên làm chỗ nương dựa hay khéo dẫn phát vậy nên con nói giả sử thiết lận la của phật đầy khắp châu thiện bộ đây chọn lấy một phần biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chọn lấy một phần trong hai phần đây nhất định con lấy bát nhã ba la mật đa như thế Thank <laughs> you. Bạch Đức Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, nếu khi con thọ chỉ đọc tụng nhớ nghĩ chân chánh, vì tâm hợp với Pháp nên chẳng thấy có các tướng sợ hãi, vì cớ sao, Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, do bát nhã ba la mật đa không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, nên tịnh nữ tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, cho đến chí nhất thiết tướng cũng không hình không tướng không ngôn từ không lời nói bạch đức thế tôn nếu bát nhã ba la mật đa đây có hình tướng ngôn từ lời nói chẳng phải không có hình tướng ngôn từ lời nói thì chẳng phải như lai ứng tránh đẳng giác thấu đạt tất cả pháp không hình không tướng không ngôn từ không lời nói chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đề vì các đệ tử nói tất cả pháp không hình không tướng không ngôn từ không lời nói Bạch Đức Thế Tôn do bát nhã ba la mật đa đây, không có hình tướng ngôn từ lời nói, chớ chẳng phải có hình tướng ngôn từ lời nói, cho nên Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, thấu đạt tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đà. Vì các đệ tử nói tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói. Bạch Đức Thế Tôn do vậy bát nhã ba la mật đa có thể thọ nhận trời người A Tố Lạc, đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc lại biên chép, trang hoàng, bằng các thứ báu, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì quyết định chẳng đọa lại trong các cõi địa ngục bàng xanh ngạ quỷ biên địa quê mùa chẳng tin phật pháp ác kiến chẳng rơi vào hàng thanh văn và độc giác nhất định hướng đến vô thượng tránh đẳng bồ đề thường thấy chư phật luôn nghe chánh pháp chẳng lìa bạn lành nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng đại Bồ Tát. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, giả sử thiết loại la của Phật, đẩy khắp tam thiên đại thiên thế giới đây, chọn lấy một phần. Biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại chọn lấy một phần. Trong hai phần này, nhất định con lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì cớ sao, Bạch Đức Thế Tôn, vì tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác, và thiết lợi la của phật khắp tam thiên đại thiên thế giới đều từ bát nhã ba la mật đa đây sanh ra hơn nữa, thiết lợi la của Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới là do thế lực công đức huân tu bát nhã ba la mật đa nên được các trời người a tố lạc cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Bởi nhân duyên đây nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thiết lợi la của Phật thì quyết định chẳng đọa vào ba đường ác thường sanh cõi trời người hưởng các sự an vui phú quý tùy theo sở nguyện mà nương pháp tam thừa hướng tới niết bàn bạch đức thế tôn hoặc thấy đức như lai ứng tránh đẳng giác hoặc thấy biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa hai công đức đây bình đẳng không khác nhau vì cớ sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng với các đức như lai ứng tránh đẳng giác bình đẳng không hai không hai chỗ bạch đức thế tôn nếu có đức như lai ứng tránh đẳng giác nào trụ ba phen chỉ dẫn vì các hữu tình tuyên nói chánh pháp tức là khế kinh cho đến luận nghị hoặc có thiện nam từ thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây thọ chỉ đọc tụng rộng vì người thuyết thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau vì cớ sao? Vì nếu Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác hoặc ba phen chỉ dẫn hoặc tuyên thuyết 12 phần giáo, thì đều phải nương vào bát nhã ba la mật đa mà sanh ra. Bạch Đức Thế Tôn nếu tất cả các Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, nhiều như các sông hằng khắp mười phương cõi, trụ ba phen chỉ dẫn vì các hữu tình tuyên nói tránh pháp, tức là khế kinh cho đến luận nghị hoặc có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng rộng vì người thuyết thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau vì cớ sao vì nếu tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác nhiều như cát sông hằng khắp mười phương cõi hoặc ba phen chỉ dẫn hoặc tuyên thuyết 12 phần giáo thì đều phải nương vào bát nhã ba la mật đa mà sanh ra bạch đức thế tôn nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác như các sông hằng khắp mười phương thế giới hoặc có thiện nam tử thiện nữ nhân biên chép kinh bát nhã ba la mật đa cũng dùng vô lượng đồ cúng thượng diệu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau vì cớ sao vì các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác kia đều nương vào bát nhã ba la mật đa mà xanh ra vậy Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, thì tương lai vị ấy chẳng bị đọa vào địa ngục bằng xanh ngạ quỷ, chẳng rơi vào hàng thanh văn và độc giác. Vì cớ sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân này quyết định sẽ trụ bậc bất thối truyền, xa lìa tất cả việc tai họa, tật dịch khổ não bạch đức thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh chuyên tu học suy nghĩ đúng lý biên chép giải nói truyền bá cùng khắp dùng vô lượng đồ cúng thượng diệu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì nhất định vị ấy dứt hẳn tất cả sự sợ hãi như kẻ mắc nợ sợ hãi chủ nợ bèn gần gũi phụng sự quốc vương nương thế lực nhà vua tránh được sợ hãi bạch đức thế tôn vua dụ cho bát nhã ba la mật đa kẻ mắc nợ người dụ cho thiện nam tử thiện nữ nhân nương vào bát nhã ba la mật đa được thoát sợ hãi Bạch Đức Thế Tôn ví như có người nương dựa vua nhờ vua bảo hộ nên họ được mọi người cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thiết lợi la của Phật cũng lại như thế do quân tu từ bát nhã ba la mật đa nên được các trời người a tố lạ cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bạch Đức Thế Tôn vua dụ cho bát nhã ba la mật đa thiết lợi la của Phật dụ cho kẻ nương vua bạch đức thế tôn chư phật đạt được trí nhất thiết tướng là cũng nhờ nương vào bát nhã ba la mật đa mà được vậy nên con nói giả sử thiết lợi la của phật đẩy khắp tam thiên đại thiên thế giới chọn lấy một phần biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế cũng chọn lấy một phần trong hai phần đây con nhất định lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa vì cớ sao bạch đức thế tôn vì thiết lợi la của phật cứng chắc hơn kim cương đủ các màu sắc và 32 tướng, đại trượng phu, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, 10 lực của Phật, 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng cho đến trí nhất thiết tướng của Như Lai, đều do bát nhã ba la mật đa mà thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, do sức oai thần của bát nhã Ba La Mật Đa đây nên năm Pháp bố thí cũng được gọi là Ba La Mật Đa. Vì cớ sao Bạch Đức Thế Tôn vì nếu không có bát nhã Ba La Mật Đa thì bố thí chẳng thể đưa đến chỗ rốt giáo được. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong kinh đô vương quốc thành ấp xóm làng nào của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hoặc các thế giới khác mà có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, bát nhã, ba la, mật đa như thế, thì hữu tình ở chỗ đó chẳng bị các loài nhân phi nhân làm não hại, chỉ trừ ác nghiệp đã chín mùi phải chịu hữu tình trong đây lần lượt tu học tránh hạnh tam thừa tùy theo sở nguyện mà sớm chứng được niết bàn của tam thừa bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế làm lợi ích lớn cho cõi tam thiên đại thiên thế giới bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế đủ đại thần lực ở chỗ nào thì chỗ đó có phật làm các việc phật nghĩa là luôn làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Bạch Đức Thế Tôn, ví như thần châu đại bảo vô giá, có đủ vô lượng oai đức thắng diệu. Thần châu này ở chỗ nào thì chỗ đó người và phi nhân không có não hại. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào bị quỷ bắt giữ thân tâm khổ não, nếu cầm thần châu đây đưa cho họ thấy thì do oai lực của thần châu quỷ liền bỏ chạy hoặc người bị bệnh nóng bệnh gió bệnh đàm hoặc nóng gió đàm tập hợp sanh bệnh nếu buộc thần châu nơi thân thì các bệnh như thế đều lành trong đêm tối thần châu có thể soi sáng và khi nóng làm cho mát khi lạnh làm cho ấm bất cứ nơi đâu có thần châu thì thời tiết nơi đó điều hòa chẳng lạnh chẳng nóng nếu nơi nào có thần châu thì rắn độc bọ cạp không dám nương ở giả sử có người nam hoặc người nữ nào bị trúng độc đau khổ mê man nếu cầm thần châu đưa cho họ thấy thì nhờ oai lực của thần châu độc liền tiêu mất nếu các hữu tình thân bị tật hồi ghẻ dữ, đầy thùng, nhậm mắt, mù là, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh cổ, bệnh thân, bệnh khắp tứ chi, đeo thần châu vào thân thì các bệnh đều lành Nếu nước trong các ao hồ, suối giếng bị đục bế hoặc sắp cạn khô, đem thần châu bỏ vào trong ấy thì nước tràn đầy, thơm sạch, tinh khiết, đủ tám công đức nếu dùng tấm vải đủ các loại màu xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, bích lục, xen tạp nhau, gói thần châu lại, rồi cho vào nước vải ngũ sắc kia có màu sắc như thế nào, thì nước cũng có màu sắc như thế. Viên thần châu đại bảo vô giá như vậy, oai đức vô biên, khen chẳng thể hết. Nếu đựng trong dương thì dương kia cũng thành tựu đầy đủ vô biên oai đức. Dù cho dương này hiện tại trống không, nhưng do trước đây từng đựng thần châu nên nó vẫn được nhiều người mến trọng. Bấy giờ Khánh Hỷ hỏi trời đế thích rằng, thần châu như thế chỉ độc nhất chư thiên mới có, hay loài người cũng có, trời đế thích thưa bạch đại đức trong cõi người và trên trời đều có châu này nhưng ở trong cõi người thì châu này hình nhỏ mà nặng còn ở trên trời thì châu này hình lớn mà nhẹ thần châu này ở trong cõi người tướng của nó chẳng đầy đủ nhưng ở trên cõi trời thì tướng của châu này tròn trịa thân châu trên cõi trời oai đức thủ thắng vô lượng bội phần hơn ở cõi người khi ấy trời đế thích lại thưa phật bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng lại như vậy làm gốc các đức năng diệt vô lượng pháp ác bất thiện bất cứ nơi đâu nó cũng khiến cho thân tâm khổ não của các hữu tình đều được trừ diệt nhân phi nhân chẳng làm hại được Bạch Đức Thế Tôn, cái gọi là Thần Châu Đại Bảo Vô Giá, chẳng những chỉ dụ cho bát nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà còn dụ cho trí nhất thiết tướng của Như Lai, cũng dụ cho tịnh nữ Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa, cũng dụ cho nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng dụ cho bốn niệm trụ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng cũng dụ cho pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, trơn như thật tế, bất tư nghỉ giới. Vì cớ sao, bạch đức thế tôn, vì công đức như thế, đều do đại oai thần lực của bát nhã ba la mật đa, dẫn phát hiển bày. Công đức này sâu rộng, vô lượng, vô biên, thiết lợi la của Phật. Do các công đức đã huân tu nên sau khi Phật niết bàn mới có thể kham nhận tất cả thế gian, trời người A Tố Lạc cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, thiết lợi la của Phật là cực viên mãn, tối thắng, thanh tịnh. Do nương vào bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa nội không cho đến vô tánh tự tánh không bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đại từ đại bi đại hỷ đại xả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả dứt hẳn tập khí phiền não nối nhau và nương vào vô lượng vô biên Phật pháp khác nên sau khi Phật niết bàn mới có thể kham nhận tất cả thế gian trời người a tố lạc cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bạch đức thế tôn thiết lợi la của phật là công đức chân bảo cực viên mãn tối thắng thanh tịnh do nương vào ba la mật đa nên có thể kham nhận tất cả thế gian trời người a tố lạc cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bạch đức thế tôn thiết lợi la của phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh không nhiễm không tịnh không sanh không diệt không vào không ra không thêm không bớt không đến không đi không động không ngừng không đây không kia do nương vào ba la mật đa nên sau khi phật niết bàn mới có thể tham nhận tất cả thế gian trời người a tố lạc cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bạch đức thế tôn thiết lợi la của phật là thật tánh của các pháp cực viên mãn tối thắng thanh tịnh do nương vào ba la mật đa nên sau khi phật niết bàn mới có thể kham nhận tất cả thế gian trời người a tố lạc cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen lại nữa bạch đức thế tôn ngoài việc nói thiết lợi la của phật đầy tam thiên đại thiên thế giới giả sử thiết lợi la của phật đầy khắp mười phương giới nhiều như cát sông hằng chọn lấy một phần biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế cũng chọn lấy một phần trong hai phần đây con nhất định chọn lấy bát nhã ba la mật đa như thế vì cớ sao bạch đức thế tôn vì thiết lợi la của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng xác đều do bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế sanh ra đều do bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế huân tu đều do bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế làm chỗ nương tựa nên có thể kham nhận tất cả trời rồng dược xoa kiện đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc hô lạc già nhân phi nhân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bạch đức thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tiết lợi la của phật thì vị đó sẽ hưởng được các sự giàu sang an vui không có cùng tận trong các cõi trời người trong cõi người. Đó là đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ trên cõi trời. Đó là chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại. Tức do căn lành thủ thắng như thế, nên đến thân cuối cùng rớt sạch các khổ. Bạch Đức Thế Tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào Đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng Biên chép giải nói suy nghĩ đúng lý Thì do bát nhã ba la mật đa đây mà mau được viên mãn Do được viên mãn bát nhã ba la mật đa như vậy Nên khiến cho tịnh lự ba la mật đa Cho đến bố thí ba la mật đa Bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng Cũng được viên mãn do đây nên giỏi khéo vượt bậc thanh văn và độc giác chứng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát được thần thông thủ thắng của bồ tát hóa thần thông dạo các cõi phật từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật phát tư nguyện thù thắng thọ các loại thân vì muốn làm lợi ích cho các loại hữu tình nên làm chuyển luân vương hoặc làm các tiểu vương hoặc làm sát đế lợi hoặc làm bà la môn hoặc làm tỳ sa môn hoặc làm đế thích hoặc làm phạm vương hoặc làm các loài khác lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình do vậy bạch đức thế tôn đối với thiết lợi la của phật con chẳng phải không tín thọ chẳng phải không vui mừng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen nhưng đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế con cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì được công đức rất nhiều hơn kia do nhân duyên đây con quyết định chọn lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa bạch đức thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa như thế thì làm tăng trưởng tất cả phật pháp cũng là thu nhận sự giàu có an vui tự tại của thế gian và xuất thế gian như vậy là đã cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thiết lợi la của phật lại nữa bạch đức thế tôn nếu có ai muốn được thường thấy sắc thân pháp thân của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác khắp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh tấn siêng năng tu học suy nghĩ đúng lý biên chép giải nói truyền bá cùng khắp thì vị ấy sẽ thấy được hai thân của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác khắp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới rồi dần dần tu bát nhã ba la mật đa khiến cho mau viên mãn khi ấy nên dùng pháp tánh để tu tập quán phật tùy niệm Bạch Đức Thế Tôn Pháp tánh có hai Một là hữu vi, hai là vô vi Trong đây cái gì? Gọi Pháp tánh hữu vi Đó là trí nội không cho đến trí vô tánh tự tánh không Trí bốn niệm trụ cho đến trí tám chi thánh đạo chí ba môn giải thoát chí mười lực phật cho đến chí mười tám pháp phật bất cộng chí pháp thiện phi thiện chí pháp hữu ký vô ký chí pháp hữu lậu vô lậu chí pháp hữu vi vô vi chí pháp thế gian xuất thế gian chí pháp tạp nhiễm thanh tịnh các chí môn nhiều vô lượng như thế đều được gọi là pháp tánh hữu vi trong đây pháp tánh vô vi là gì? Đó là tất cả pháp vô sanh, vô diệt, vô trụ, vô dị, vô nhiễm, vô tịnh, vô tăng, vô giảm, vô tướng, vô vi tự tánh các pháp. Sao gọi là tự tánh các pháp? Tự tánh tất cả pháp là vô tánh, như vậy gọi nó là pháp tánh vô vi. Bây giờ Phật bảo trời đế thích này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa mà đã chứng sẽ chứng hiện chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà. Đệ tử thanh văn của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đã được sẽ được hiện được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, các vị độc giác quá khứ vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa mà đã chứng sẽ chứng hiện chứng quả độc giác bồ đề vì cớ sao này kiều thi ca vì trong tạng bí mật của bát nhã ba la mật đa như thế đã rộng nói pháp tương ưng với tam thừa song những điều đã nói ở đây đều lấy không sở đắc làm phương tiện không tánh không tướng làm phương tiện không sanh không diệt làm phương tiện không nhiễm không tịnh làm phương tiện không tạo không tác làm phương tiện, không nhập không xuất làm phương tiện, không tăng không giảm làm phương tiện, không thủ không xả làm phương tiện, những điều đã nói như thế đều là do thế tục mà nói chẳng phải thắng nghĩa. Vì sao vậy? Vì bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng phải bờ đây, chẳng phải bờ kia, chẳng phải hai bờ, chẳng phải giữa dòng chẳng cao chẳng thấp chẳng bình đẳng chẳng phải chẳng bình đẳng chẳng phải có tướng chẳng phải không tướng chẳng phải thế gian chẳng phải xuất thế gian chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi chẳng phải thiện chẳng phải ác chẳng phải hữu ký chẳng phải vô ký chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai chẳng phải hiện tại này kiểu thi ca bát nhã ba la bật đa như thế chẳng đồng với pháp phật chẳng đồng với pháp đại bồ tát chẳng đồng với pháp độc giác chẳng đồng với pháp thanh văn cũng chẳng bỏ pháp dị xanh trời đế thích lại thưa phật Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Ba La Mật Đa, là Vô thượng Ba La Mật Đa, là Vô đằng đằng Ba La Mật Đa. Khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy biết tâm hành cảnh giới của tất cả hữu tình sai khác nhau, nhưng chẳng thủ đắc ngã, chẳng thủ đắc hữu tình cho đến chẳng thủ đắc tri giả, kiến giả, chẳng thủ đắc sắc cho đến thức chẳng thủ đắc nhãn cho đến ý, chẳng thủ đắc sắc cho đến pháp, chẳng thủ đắc nhãn thức cho đến ý thức, chẳng thủ đắc nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng thủ đắc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng thủ đắc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thủ đắc Bồ Đề, chẳng thủ đắc Niết Bàn, chẳng thủ đắc Chư Phật và Pháp Chư Phật. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì đối với tất cả Pháp, chẳng phải bát nhã ba la mật đa đây, nương có sở đắc mà xuất hiện vì sao vậy vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đều không có tự tánh cũng không có sở hữu cũng chẳng thể nắm bắt năng đắc sở đắc và hai chỗ nương tánh tướng đều là không không thể thủ đắc bấy giờ phật bảo trời đế thích đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói này kiểu thi ca các đại bồ tát đã nhiều kiếp tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa còn chẳng đắc bồ đề huống nữa là đắc pháp bồ tát trời đế thích thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ hành bát nhã ba la mật đa, hay cũng hành năm pháp ba la mật đa kia, Phật đáp, này kiểu thi ca, các đại Bồ Tát lấy không sở đắc làm phương tiện, tu đủ sáu pháp ba la mật đa. Nghĩa là các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa, chẳng thủ đắc người thí và kẻ thọ thí. Khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, chẳng thủ đắc tịnh giới ba la mật đa, chẳng thủ đắc người trì giới và kẻ phạm giới. Cho đến khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chẳng thủ đắc bát nhã ba la mật đa chẳng thủ đắc người đầy đủ diệu tọa và kẻ đầy đủ ác tọa lại nữa này kiểu thi ca với bát nhã ba la mật đa sâu xa làm pháp đứng đầu làm pháp dẫn đường thì các đại bồ tát tu hành tất cả ba la mật đa mau được viên mãn khi đại bồ tát này hành bố thí với bát nhã ba la mật đa sâu xa làm pháp đứng đầu làm pháp dẫn đường tu tập bố thí ba la mật đa mà không chấp trước thì mau được viên mãn cho đến khi hành bát nhã với bát nhã ba la mật đa sâu xa làm pháp đứng đầu làm pháp dẫn đường tu tập bát nhã ba la mật đa mà không chấp trước thì mau được viên mãn lại nữa, này kiều thi ca, đại bồ tát này đối với tất cả pháp, lấy không sở đắc làm phương tiện, tu hành bát nhã ba la mật đa, nên không chấp trước, trước, khiến cho việc tu hành mau được viên mãn, nghĩa là đối với sắc, lấy không sở đắc làm phương tiện, cho đến đối với trí nhất thiết tướng, lấy không sở đắc làm phương tiện, này kiểu thi ca, như các cây, nhánh, cọng, thân, hoa, lá, quả, hạt, ở châu thiệm bộ, tuy có nhiều loại hình sắc khác nhau nhưng bóng tre của nó đều không sai khác cũng vậy năm pháp ba la mật đa trước tuy có khác nhau song do bát nhã ba la mật đa thu nhiếp hồi hướng trí nhất thiết tướng lấy không sở đắc làm phương tiện nên các tướng sai khác đều bất khả đắc khi ấy trời đế thích lại thưa phật bạch đức thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa thành tựu công đức thù thắng rộng lớn thành tựu tất cả công đức thù thắng thành tựu công đức thù thắng viên mãn thành tựu vô lượng công đức thù thắng thành tựu vô số công đức thù thắng thành tựu vô biên công đức thù thắng thành tựu vô đẳng công đức thù thắng Bạch Đức Thế Tôn Nếu có các thiện nam tử thiện nữ nhân Biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế Trang nghiêm bằng các báu Đem vô lượng phẩm vật thượng diệu Cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Y theo kinh đây giảng nói Suy nghĩ đúng lý Lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân khác Biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế Bố thí cho người thọ trì Truyền bá cùng khắp Bạch Đức Thế Tôn Hai nhóm phước này nhóm nào nhiều hơn? Phật đáp: này kiều thi ca, ta lại hỏi ông, cứ tùy ý đáp. Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thỉnh được thiết lợi la của Phật từ người khác đựng trong hộp báu đặt trên chỗ cao, lại dùng vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng thỉnh được thiết lợi la của Phật từ người khác rồi đem chia cho người khác cỡ như hạt cải, khiến cho người kia kính thọ an trí như pháp, dùng đủ loại phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. này kiểu thi ca ý ông nghĩ sao hai nhóm phước đây nhóm nào nhiều hơn? trời đế thích thưa bạch đức thế tôn theo như con hiểu nghĩa phật nói hai nhóm phước đây người sau nhiều hơn vì cớ sao vì các đức như lai ứng tránh đẳng giáp Quán thấy các loài hữu tình đối với thiết lợi la của chư Phật mà cúng dường cung kính thì sẽ được độ thoát. Nên khi sắp vào niết bàn, các ngài dùng lực kim cương dụ tam ma địa đập nát thân kim cương, vụ như hạt cải. Lại dùng thần lực đại bi sâu rộng gia trì vào thiết lợi la như thế, khiến cho hữu tình đối với như lai sau khi vào niết bàn có được một hạt lượng bằng hạt cải cúng dường cung kính thì được phước vô biên ở trong trời người hưởng nhiều sự giàu sang an lạc cho đến cuối cùng trường sạch các cổ vậy nên kẻ chia cho người phước ấy thủ thắng hơn Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, hay thay, hay thay, thay, đúng như ông đã nói. Này kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa này cũng lại như vậy. Nếu tự thọ trì so với bố thí cho người truyền bá cùng khắp, thì hai nhóm phước đây người sau nhiều hơn. Vì cớ sao, vì người bố thí hay khiến cho vô lượng vô biên hữu tình được pháp hỷ lại nữa này kiểu thi ca nếu có người nào đối với nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa sâu xa đây đã nói như thật vì người phân biệt giải nói khiến cho họ được hiểu chân chính thì vị ấy được nhóm phước thù thắng hơn công đức bố thí kia gấp trăm ngàn lần này kiểu thi ca phải kính vị pháp sư này như kính phật tôn trọng bậc đại trí đồng phạm hạnh cũng như phật vì cớ sao này kiểu thi ca phải biết rằng vì bát nhã ba la mật đa tức là chư phật phải biết chư phật tức là bát nhã ba la mật đa phải biết bát nhã ba la mật đa chẳng khác chư phật phải biết chư phật chẳng khác bát nhã ba la mật đa vì sao vậy vì ba đời chư phật đều nương vào bát nhã ba la mật đa tinh chuyên tu học mới chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc những người tu phạm hạnh theo chủng tánh thanh văn độc giác cũng nương vào bát nhã ba la mật đa tinh chuyên tu học mà được quả thanh văn độc giác bồ đề bồ đặc già la chủng tánh bồ tát cũng nương vào bát nhã ba la mật đa tinh tấn siêng năng tu học vượt các bậc thanh văn và độc giác chứng vào tránh tánh ly xanh của bồ tát lần lượt tu hành các hạnh bồ tát được trụ bậc bồ tát bất thối chuyển vì vậy, này kiều thi ca, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn được hiện tiền cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thì nên biên chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này kiều thi ca, khi mới thành Phật ta quán nghĩa này, suy nghĩ như vậy ta nên nương trụ ai, ai có thể nhận sự cúng dường cung kính của ta. Khi nghĩ như vậy, ta đều chẳng thấy có các thiên ma, phạm và nhân phi nhân nào của thế gian ngang hàng với ta, huống nữa là hơn ta. Ta lại suy nghĩ như vậy, ta đã nương pháp đây mà chứng được vô thượng Chánh đằng bồ đề. Pháp đây sâu xa, mầu nhiệm vắng lặng, ta phải nương lại pháp đây mà an trụ, cúng dường cung kính. Đó chính là bát nhã ba la mật đa này kiều thi ca ta đã thành phật, song vẫn phải nương vào bát nhã ba la mật đa cúng dường cung kính. Huống nữa là các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn cầu vô thượng Chánh đẳng bồ đề, mà lẽ nào chẳng nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đây tinh tấn siêng năng tu học cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì sao vậy? này kiều thi ca vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đây năng sanh ra chúng đại bồ tát từ chúng đại Bồ Tát đây sanh ra các như lai ứng tránh đẳng giác. Nương vào các đức như lai ứng tránh đẳng giác, thanh văn độc giác mới được sinh ra. Do vậy, này kiểu thi ca, hoặc Bồ Tát thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với bát nhã ba la mật đa đây đều nên chuyên cần tu học dùng vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng, mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khách quyển thứ 430